Xin chào mọi người, review đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Laptop Z. Nếu bây giờ bảo mình bỏ 13 triệu ra mua một chiếc laptop văn phòng, rất là dễ. Bảo bỏ tiền ra mua một chiếc laptop văn phòng mỏng nhẹ 13 triệu cũng dễ luôn. Nhưng mà để tìm một chiếc laptop văn phòng mỏng nhẹ nhưng có thiết kế cao cấp trong tầm tiền 13 triệu, nó không phải dễ một chút nào cả. Nhưng bây giờ mình đã tìm được một chiếc máy đã thỏa mãn được những cái yêu cầu đó. Đó chính là chiếc MSI Modern 14. Và với mức giá sản phẩm này hiện tại cho Core i3 là 13 triệu cho sản phẩm mới chính hãng, thì liệu chiếc máy này sẽ phù hợp với những ai? Với những sinh viên, với những học sinh, với những người dùng cơ bản cần tính di động cao, thiết kế đẹp, hay là những người khác? Thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Và liệu chiếc MSI Modern 14 này có những gì tại thời điểm năm 2021 này? Hãy cùng mình tìm hiểu về chiếc máy này trong video ngày hôm nay. Và nếu anh em đang muốn tham khảo mẫu MSI Modern 14 này thì có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop Z với mã giảm giá Z300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Đầu tiên, ở phần đầu video thì mình đã nói là chiếc máy này có một thiết kế đẹp và cao cấp. Và thực sự thiết kế của chiếc máy này là mình rất ấn tượng. Đầu tiên, đây là phiên bản màu sắc màu xanh ngọc. Đây là một màu rất là đẹp. Hiện tại có cả màu xám nữa cho anh em nào nam tính muốn một cái màu nó mạnh mẽ hơn một chút thì cũng có. Cái màu xanh ngọc này sẽ phù hợp với những bạn nào thích cái sự cá tính. Chiếc MSI Modern 14 này có thiết kế tối giản các góc, được bo cong, tròn nhẹ, rất là mềm mại. Nói chung đây là một chiếc máy có tổng thể thiết kế ngôn ngữ khá là hài hòa. Ở mặt lưng của chiếc máy này sẽ có một cái logo MSI được cách tân, nhìn rất là đẹp và hiện đại, với triết lý thiết kế logo phẳng. Nó làm mình liên tưởng đến những cái logo của dòng sọc sản phẩm HP. Và thậm chí là HP trong tầm giá 13 triệu họ cũng không mang cái logo xịn xịn đó xuống tầm giá này. Mà chiếc MSI lại có một chiếc máy với cái logo nhìn rất là đẹp. Nói chung là mình thấy cái mặt lưng cùng với cái logo này nó tạo ra cái điểm nhấn rất nổi bật cho chiếc máy này. Ngoài ra thì đây là một trong những chiếc máy của MSI có bản lề được nâng lên một góc để anh em có thể gõ phím tốt hơn, hoặc để tối ưu cái tản nhiệt của chiếc máy này tốt hơn thì cũng đã làm được rất là tốt. Mình cảm thấy là khi có cái bản lề này thì mình gõ phím nó có cảm giác thoải mái hơn một chút. Thêm vào đó thì bên trong của chiếc MSI Modern 14 này chúng ta có viền màn hình mỏng ở hai cạnh ở bên này. Cạnh trên cũng tương đối là mỏng và là nơi đặt webcam và micro điện thoại. Ở phiên bản MSI Modern năm trước ấy, thì họ đặt ở phần phía dưới và nó gây bất tiện cho rất là nhiều người. Tại vì là webcam ở phía dưới chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần lỗ mũi này nó khá là bất tiện. Cái viền màn hình ở dưới của máy này thì họ sẽ ăn bớt được một chút ở phần này, tại vì là cái phần bản lề nó nâng lên rồi mà. Thế nên là cái diện tích tổng thể khi mình nhìn vào màn hình ấy nó rất là thoải mái, nhìn nó rất là no mắt, mà nó không có bị cái hiện tượng là viền nó dày, cảm giác nhìn nó hơi rẻ tiền. Thì chiếc MSI Modern 14 này đã làm được rất là tốt công việc của cái chiếc máy có một thiết kế rất là đẹp và cao cấp trong tầm tiền. Và là một chiếc máy văn phòng hướng anh em nào là sinh viên muốn một chiếc máy có giá thành rẻ nhưng mà vẫn phải đảm bảo gọn nhẹ. Chiếc MSI Modern 14 này có kích thước màn hình chỉ là 14 inch, cùng với đó là kích thước là cân nặng 1,29 kg. Mình có thể dễ dàng nâng máy một tay rất là dễ và hoàn toàn gọn nhẹ cho anh em nào có nhu cầu di chuyển nhiều, mang ra cà phê hay là mang đến trường học mà muốn gọn nhẹ nhất có thể, thì chiếc MSI Modern 14 này làm rất tốt. Cái tính di động chiếc máy này mình thấy là để vào trong ba lô nó rất là gọn, và cùng với đó là đeo lên nó rất là nhẹ, rất là thoải mái. Cục sạc của chiếc máy này nó cũng rất là nhỏ, chỉ 45W thôi. Thế nên là anh em nào cần một tính di động cao thì chiếc máy này cũng làm rất tốt công việc. Thêm vào đó thì chiếc máy này cũng là một trong những chiếc máy hiếm hoi trong tầm giá 13 triệu có vỏ nhôm. Chiếc IdeaPad S340, nếu mình nhớ không nhầm, là sẽ có mặt lưng là kim loại, ở dưới là vỏ nhựa, thì chiếc máy này cũng sẽ có vỏ nhôm. Tổng kết lại, chiếc máy này có một thiết kế tinh tế, nổi bật, đẹp trong tầm tiền và đảm bảo được tính di động, sự gọn nhẹ, tốt cho anh em nào có nhu cầu di chuyển nhiều. Tuy nhiên thì với 13 triệu mà vỏ nhôm nữa thì chúng ta sẽ phải đánh đổi vài thứ trong chất lượng hoàn thiện của máy. Đầu tiên là những cái chi tiết trên máy họ làm theo mình thấy đấy là nó khá gọn gàng, sạch đẹp, không có những chi tiết nham nhở, những chi tiết thừa. Nhưng mà cái vỏ nhôm này thì nó sẽ mỏng, tại vì là để đảm bảo cái trọng lượng nó vừa nhẹ, cùng với đó là chi phí sản xuất nó không quá cao để đội giá thành của sản phẩm này lên, thì chiếc MSI Modern 14 này có cái chất lượng cứng cáp mình đánh giá ở mức khoảng 6 trên 10 điểm với cái cá nhân mình quan tâm, cá nhân mình đánh giá. Còn nếu bạn nào mà dễ tính ấy, thì mình nghĩ là sẽ cho khoảng 7 đến 8 điểm. Mình nghĩ cái vỏ nhôm này nó cũng vừa đủ cứng để cho anh em nào có nhu cầu sử dụng thoải mái trong một thời gian dài mà không lo nó xuống cấp. Thêm vào đó thì cái touchpad của máy họ làm hoàn thiện nó kiểu lùng bùng như chiếc MSI GF63 vậy.
Khi mà mình mới đặt tay lên thì nó cảm giác là nó không được vững chãi lắm ở phần phím bấm. Hy vọng trong phiên bản tiếp theo thì FSA sẽ tiếp tục cải thiện về cái touchpad này. Tại vì là trong tầm tiền này có rất nhiều hãng làm touchpad rất là cứng cáp và rất là chắc chắn, trong khi chiếc MSI này thì nó hơi lùng bùng, nó không được chắc chắn cho lắm. Thì đấy sẽ là một điểm trừ đáng tiếc cho chiếc MSI Modern 14 này. Nhưng cái điểm cộng rất lớn cho chiếc MSI Modern 14 này trong chất lượng hoàn thiện chính là cái bản lề. Nhiều anh em chê bản lề của MSI yếu thì năm nay thực sự mà nói thì họ làm tốt hơn những gì mình mong đợi. Cái bản lề nâng một góc này, Asus thì gọi là Ego Lift, mình không biết MSI sẽ gọi là gì. Nó cho cảm giác gầm mở rất là chắc chắn, gập mở giữ màn hình rất là tốt, anh em thấy này, nó giữ một góc rất là ổn luôn. Thêm vào đó là bản lề là cho phép anh em gập mở 180 độ, thì đây cũng là một điểm cộng tương đối lớn cho một chiếc Ultrabook với mức giá chỉ 13 triệu. Thực ra thì Adipass S310 nó cũng có, nhưng mà chiếc máy này thì cũng có được cái bản lề mình đánh giá là rất là tốt. Anh em nào lo bản lề MSI không tốt thì phiên bản này vẫn làm rất ok, không có điểm gì phải chê cả. Tổng kết lại về hoàn thiện thì anh em sẽ phải đánh đổi một chút qua về vỏ nhôm, một cái touchpad nó hoàn thiện không được tốt lắm. Bù lại thì chúng ta có những cái cổng kết nối theo mình đánh giá là tương đối đầy đủ với một chiếc Ultrabook. Về cổng kết nối của chiếc MSI Modern 14 này thì bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng nguồn, một cổng HDMI full size, rất là tiện cho anh em nào có nhu cầu trình chiếu. Cùng với đó là một cổng USB-C, Type-C loại này là USB 3.0. Thêm vào đó là một khe thẻ micro SD nữa để cho anh em nào có nhu cầu cắm khe thẻ SD vào thì nó sẽ rất là tiện. Bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có hai cổng USB-A nhưng mà loại 2.0, rất là đáng tiếc. Thay vào đó hãng có thể trang bị lên USB-A 3.0 sẽ tiện hơn. Cuối cùng là chúng ta sẽ có một jack combo tai nghe 3.5 ở đây, và cuối cùng là đèn báo trạng thái. Đó tất cả gì về cổng kết nối của chiếc MSI Modern 14 này. Đó là về cổng kết nối của chiếc MSI Modern 14 này. Về màn hình là một điểm mình nghĩ là trong tầm tiền này khó có chiếc máy nào đánh bại được chiếc MSI Modern 14. Chiếc máy này có tấm nền IPS độ phân giải Full HD, phổ màu không phải là quá xuất sắc, cũng như bao nhiêu chiếc laptop trong tầm tiền thôi. Chúng ta có phổ màu 64% sRGB, 49% Adobe RGB. Những cái điểm ăn tiền nhất trên màn hình này là về độ sáng, khi nó lên tới 388 nit và tương phản là 1180 chia 1 và delta là 1.98. Mình thấy đây là một màn hình nó không phải là quá rực rỡ, nó không phải quá đẹp, nhưng nó có độ sáng tốt và tương phản cũng cực kỳ hợp lý. Anh em nào muốn có một cái trải nghiệm màn hình nhìn xem phim các thứ nó thoải mái, cái phần đen phần trắng trên màn hình nó có sự phân biệt rõ ràng, đặc biệt là cái độ tương phản của màn hình này rất là tốt. Anh em nào mà xem phim ấy thì màn hình này rất là ok. Ngoài ra anh em nào có nhu cầu làm đồ họa cơ bản, bắt đầu tập làm quen, thì design 2D trên màn hình này mình vẫn nghĩ là làm đáp ứng được rất là tốt. Về bàn phím thì lúc nãy mình chưa đề cập đến, mà lúc nãy mình mới đề cập touchpad thôi. Thì bàn phím của chiếc máy này có hành trình phím ở mức trung bình, không muốn nói là đông. Hành trình phím nó sẽ hơi ngắn một chút, cho anh em nào mà có nhu cầu nhập liệu nhiều thì bàn phím này theo mình đánh giá là ở mức đủ để sử dụng. Được cái là phím bấm nó rất là to, gõ này, có đèn led trắng để anh em sử dụng trong buổi lúc mà thiếu sáng, thì đây cũng là một điểm rất là tiện lợi. Thêm vào đó là cái layout phím mình nghĩ là nó vừa đủ hợp lý và nó lại có một điểm nó không hợp lý lắm, là phím điều hướng ấy thì nó được làm rất là đầy đủ, rất là to rõ ràng, nhưng mà phím nguồn lại tích hợp vào trong với layout của phím luôn. Thế nên anh em nào mà bấm nhầm thì đây sẽ là một cái trải nghiệm nó không thực sự tốt cho lắm. Nhưng mà nói chung là về sau hãng có thể là tích hợp phím nguồn ra bên ngoài thì mình nghĩ là sẽ tiện hơn. Về touchpad thì lúc nãy mình đã nói là hoàn thiện lùng bùng rồi, cái điểm này chúng không nói nữa. Ngoài ra thì cái bề mặt của touchpad này thì nó sẽ hơi rít và nó chưa thoải mái. Hai phím tấn của cái touchpad này nó kêu cũng khá là to. Với mình thì nếu mình sắm chiếc máy này mình sẽ mua thêm một chiếc chuột ở ngoài nữa mình sử dụng cho nó tiện. Tại vì touchpad của chiếc máy này theo mình thấy là nó vẫn chưa thực sự xuất sắc cho lắm. Về loa thì chiếc MSI Modern 14 này không giải bass hay không giải trầm. Nghe nhạc vocal tạm được tại vì là cái giải mid của chiếc máy này đẩy lên khá cao, phù hợp với anh em nào có nhu cầu học online, nghe dialog tiếng Anh, nghe những cái cuộc gọi thoại ấy, mà muốn nghe thật là rõ thì cái loa ở chiếc máy này làm rất là tốt. Anh em nào có nhu cầu nghe nhạc ấy, thì mình nghĩ là sắm lên một cái tai nghe nữa sẽ phù hợp hơn. Cuối cùng là điểm đã khiến cho chiếc máy này có mức giá ưu đãi đến vậy cho một chiếc laptop gaming gọi là cao cấp. MSI Modern 14 sở hữu Core i3-10110U với 2x4 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.1GHz, 8GB RAM, SSD 256GB. Có thể nói là bằng tiền này thì anh em có thể mua được S340 phiên bản Core i5 thế hệ thứ 10. Nhưng mà chiếc máy này thì là có vỏ nhôm, thế nên là lý do tại sao chiếc máy này đã đắt hơn chiếc S340 một chút như vậy. Thêm vào đó thì anh em chê là Core i3 yếu 2x4 luồng xung nhịp thế này thì làm ăn cái gì? Thì mình cũng có một cái nỗi lo nó cũng tương tự như vậy.
Nhưng mà từ lúc mà mình sử dụng chiếc máy này, mình bật một tab YouTube 4K, mình bật những công việc của mình lên YouTube Studio, Google tài liệu, báo, thậm chí là kể cả Netflix, thì mình vẫn không bị giật lag. Đấy, cái công việc ổn định, cái công việc mà làm cơ bản nó ổn định như thế là mình cũng cảm thấy hài lòng rồi. Nên anh em nào có nhu cầu làm về 2D nữa thì cũng sẽ làm được tốt, tại vì là 2x4 luồng nó vẫn đủ để anh em làm, và xung nhịp của cái CPU này nó cũng đạt lên khá là cao. Nhiệt độ máy trong quá trình mình sử dụng ấy thì nó không phải vấn đề quá là quan trọng, thế nên là mình cũng không quan tâm luôn. Về cái bề mặt của chiếc máy này thì trong quá trình mình sử dụng ấy, nó sẽ ấm tay nhẹ ở phần bên trái tay thôi, nó không phải là vấn đề gì quá lớn cả. Nói chung là về hiệu năng thì mình nghĩ là đủ cho anh em nào có nhu cầu cơ bản lướt Facebook, đọc báo mạng, xem phim, xem YouTube, vân vân và mây mây, cả những công việc design 2D vẫn có thể làm tốt. Và về cái điểm ăn tiền nhất trên chiếc MSI Modern 14 này, mình muốn nhấn mạnh lại là 13 triệu bạn có thể sắm được một chiếc laptop mà có pin lên tới 6 tiếng. Mình không quảng cáo nhé, nó lên đến 6 tiếng pin thật. Mình dùng từ sáng giờ là khoảng từ 8 giờ và đến bây giờ là khoảng 2 giờ rồi, mà pin nó vẫn còn là khoảng 57%. Mình để độ sáng mức 75%. Mình sử dụng thấy pin chiếc máy này rất là trâu. Mặc dù là thì Core i3 thì nó trâu thì đúng rồi, nhưng mà thời lượng pin của chiếc máy này vẫn rất là ấn tượng đấy chứ. Anh em nào có nhu cầu mà mang máy này đi mà không muốn mang sạc nữa thì pin của chiếc máy này cũng làm rất là tốt, không có điểm gì để chê cả. Và tổng kết lại về chiếc MSI Modern 14 này, chúng ta có gì? Chúng ta có vỏ nhôm thiết kế cao cấp và có cái sự tinh tế trong tầm tiền. Hiếm có chiếc máy nào trong tầm tiền mà có thiết kế nó nổi bật như chiếc máy này. Thứ hai là anh em sẽ có nhiều màu sắc để lựa chọn, màu xám, màu xanh ngọc khá là độc trong tầm tiền. Trong tầm tiền này chúng ta chỉ có màu vàng hay là màu bạc gì đó, nó khá là phổ thông rồi. Thứ ba là chiếc máy này có thời lượng pin trâu và màn hình rất là tốt. Mình rất là khó để kiếm ra chiếc máy nào có màn hình đến độ sáng 400 nits trong tầm tiền 13 triệu này cả. Và cuối cùng là một vài điểm bất cập, ví dụ như là vỏ nhôm chiếc máy này nó chưa được thực sự dày cho lắm, sờ mà nó có cảm giác nó hơi bị flex, hay là cái touchpad nó hơi bị rùng bùng và nó hơi bị rít. Bù lại thì chúng ta có một chiếc bàn phím ở mức đủ dùng và một chiếc loa ở mức đủ dùng. Đó là những gì mà các bạn phải đánh đổi và chấp nhận trong tầm tiền 13 triệu. Và anh em nghĩ sao về chiếc MSI Modern 14 này? Nếu chiếc MSI Modern 14 này có mức giá theo anh em thấy là hợp lý thì có thể tham khảo tại cửa laptop Z với mã giảm giá Z300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video. Và nếu anh em nào có những chiếc máy văn phòng nào muốn mình đánh giá thì có thể comment dưới phần bình luận nhé. Bọn mình sẽ tham khảo và đánh giá những chiếc máy đó ở những video tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel của laptop Z nhé. Chào mọi người.